Xin chào quý phụ huynh, thì hôm nay mời quý phụ huynh và các bạn cùng với Tướng Nguyễn Music sẽ đi xem những cái model sản phẩm nào của Organ mà giúp cho những bé nhỏ mình có thể ban đầu học keyboard hoặc Organ một cách tốt nhất. Thì sau đây là những loạt sản phẩm mà Tướng Nguyễn Music sẽ giới thiệu cho quý phụ huynh và các bạn cùng tham khảo nhé. Đàn organ thì nó có 3 loại nha các bạn. Thứ nhất đó là một loại dùng để học ở trong phổ thông như là các trường mẫu giáo này kia thì sẽ là thường sử dụng Casio. Còn những dòng tương đối trung bình phổ thông thì người ta sẽ dùng Yamaha, cọt và những dòng chuyên nghiệp như là Golang. Đó là nó chia thành 3 dòng. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về quý phụ huynh có dòng gọi là đàn organ cho những bé từ tầm 3 đến 9 tuổi và có giá trị từ 5 triệu đổ xuống để cho các bạn có thể có được một cái sự lựa chọn chính xác hơn khi mà mình ban đầu mình muốn đầu tư cho bé mà mình không biết đầu tư từ những cây nào và thế nào là cho nó hợp lý. Thì dòng đầu tiên mình xin giới thiệu cho các bạn đó là dòng CTK 1500. Đây là một thương hiệu của Casio. Dòng CTK 1500 này được sản xuất cuối 2017 nên các bạn an tâm về chất lượng, thì Casio sẽ bảo hành cho mình 2 năm. Dưới đây bàn phím đó là 61 phím kiểu piano, phước điệu tối đa là 32 và âm sắc cài sẵn là 120 và giai điệu cài sẵn là 70 và kho bài hát tôi gọi là son nhạc đó là có 100 bài hát có sẵn trong đây luôn. Với cây CTK 1500 này nó có chức năng gọi là giúp cho mình học bằng qua giọng nói của Casio. Thì Casio có tích sẵn trong đây nên các bạn cứ an tâm. Về cái bộ loa phát âm thanh của cái Casio CTK 1500 này là hai loa, mỗi loa là 2W và nguồn điện nó xài là 9.5V DC. Thì với cái tiêu chí của Casio á, là tất cả những cái sản phẩm organ dạng nhỏ dành cho những bé thì nên sử dụng pin. Ở đây là dòng này có sử dụng pin cỡ 2A là và cân nặng của nó là 3.3kg. Và cái model tiếp theo mình xin giới thiệu cho quý phụ huynh và các bạn đó là cái CTK 2500. Đây là dòng sản phẩm của Casio luôn. Nó được sản xuất vào cuối 2017. Bàn phím của nó là 61 kiểu piano cũng giống như CTK 1500 luôn. Nhưng điệu phước điệu ở đây nó sẽ là 48 phước điệu. Âm sắc nó lên tới là 400 âm sắc. Và kiểu hồi âm để dành cho Dan Music là nó có 10 kiểu hồi âm. Cái giai điệu đây là những cái riff nó cài sẵn là 10 riff và 50 giai điệu khiêu vũ. Giai điệu khiêu vũ ở đây cũng giống như là mình nghĩ như là chơi DJ vậy các bạn. Nên là các bạn cứ cho bé vào vạch cái phần này thì nó sẽ trợ giúp bé rất là nhiều ở cái phần giai điệu khiêu vũ này. Với cây CTK 2500 thì bạn có thể kết nối với app của Casio đó là Jota Play Piano của Casio thông qua hai cái đầu jack 3.5 ly và kho bài hát cài sẵn ở đây là tới 60 bài nha các bạn, 60 bài. Thì cũng giống như CTK 1500 thì CTK 2500 cũng được tích hợp hai cái đầu loa 2W để cho bé có thể tập ở nhà và nguồn DC là 9.5V cũng xài pin luôn nha các bạn. Cân nặng cái này cũng bằng như cái CTK 1500 đó là 3.3 kg. Và cái model tiếp theo mình xin giới thiệu các bạn cũng tiếp tục là của Casio luôn, đó là cây CTK 3500. Đây là một model cũng được sản xuất cuối 2017 nhằm đánh giá vào cái mức gọi là cao hơn một tí, nhu cầu cao hơn một tí của người sử dụng. Thì Casio là đã sản xuất cái cây 3500 này ra. Thì cái bàn phím nó cũng là 61 phím kiểu piano. Nhưng ở đây là cái CTK 3500 nó có mức nhạy nha các bạn. Khi các bạn chơi piano ấy, những cái sắc thái âm thanh các bạn quýnh nhẹ thì nó kêu nhẹ, quýnh lơ, quýnh mạnh thì nó kêu lớn. Thì đây cái CTK 3500 nó có chức năng này. Dự phước điệu tối đa là nó lên tới 48 phước điệu. Những âm thanh cài sẵn là 400 và kiểu hồi âm nhạc khiêu vũ nó là 10. Giai điệu ở đây là Casio đã cài sẵn cho mình 100 điệu cho mình thoải mái mình chơi tất cả vi vu những bài luôn. Thì những bài hát cài sẵn ở đây là Casio sẽ tích trong cái CTK 3500 này là 60 bài hát nổi tiếng của thế giới. Cũng giống như CTK 2500 thì với cái CTK 3500 này nó cũng có kết nối với app cho Jota Play Piano bằng cổng 3.5 ly. Và ngoài ra thì nó có kết nối cho mình nữa là đầu USB computer để chúng ta có thể truyền những cái ghi âm hoặc là dữ liệu từ đàn ra ngoài. Vì loa khuyết đại thì cũng giống như hai sản phẩm trước thì sản phẩm này cũng mang hai cái loa là 2W thì tổng cộng là 4W nhưng nó sẽ nặng hơn một tí đó là 3.4 kg. Ở đây nó cũng xài pin 2A 6 cục nha các bạn, nên là nếu mà nhà các anh chị và phụ huynh đó, có bé nào nhỏ quá thì mình nên cho bé sử dụng pin để bảo đảm an toàn cho các bé không đụng tới những cái dòng điện 220V rất là nguy hiểm cho các bé.